Giấc mơ đổi đời tan vỡ, cuộc sống đầy khó khăn của cô dâu Việt hậu ly hôn chồng Hàn, không thể về nước, phải chật vật vừa làm vừa chăm con. Chị Ca 42 tuổi quê Tây Ninh vẫn nhớ một ngày mùa đông của 7 năm trước, cô dắt hai con rời khỏi căn nhà ở tỉnh Gyeonggi, kết thúc cuộc hôn nhân với người chồng Hàn Quốc. Dù tương lai mở mịt, cô lớn lên trong một gia đình nghèo khó nên muốn lấy chồng ngoại để có cuộc sống khấm khá hơn. Thông qua môi giới, cô kết hôn với một người đàn ông Hàn Quốc hơn 12 tuổi sau đúng một tháng tìm hiểu nhau. Nhưng cuộc sống ở Hàn Quốc của cô thì ngày càng cơ cực, nhất là sau khi hai con ra đời, chồng cô ra trường, gánh nặng chăm sóc con lẫn kinh tế đổ dồn lên vai cô. Lương 3 triệu won mỗi tháng nhưng phải làm việc tới 12 giờ mỗi ngày. Cuộc sống chật vật khiến vợ chồng họ cãi vã liên miên. Cuối cùng cô đã chấp nhận ly hôn, đưa con ra ngoài sống. Thế nhưng cuộc sống lại vô cùng khó khăn vì hai con thì còn nhỏ, tiền học, tiền sinh hoạt rồi lúc ốm đau. Chồng cô không chu cấp, còn nhà nước hỗ trợ 300.000 won mỗi tháng, nhưng vẫn không thể khấm khá hơn.